Chiều ngày 7 tháng 4, thêm 11 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh thành, 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Bản tin chiều ngày 7 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 11 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại 5 tỉnh thành phố, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên tới 2.659. Trong ngày có 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Số ca mắc tại Việt Nam Tính đến 18 giờ ngày 7 tháng 4, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh có 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 34 ca, Bắc Ninh 5 ca, Bắc Giang 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca và Hưng Yên 3 ca. 10 tỉnh thành phố gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 53 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hà Nội đã 50 ngày và Hải Phòng 43 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 7 tháng 4, 11 ca mắc mới đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Số ca mắc COVID-19 của thế giới cả thế giới có 133 triệu 130.885 ca mắc, trong đó có 107 triệu 368.388 ca đã khỏi bệnh, 2.889.054 ca không qua khỏi và 22 triệu 873.443 ca đang điều trị, trong đó có 99.671 ca diễn biến nặng. Trong 12 giờ qua, số ca mắc COVID-19 của thế giới tăng 152.282 ca và số ca không qua khỏi tăng 4.705 ca. Thông tin ca mắc mới, 11 ca mắc mới, bệnh nhân 2.649 đến 2.659 là các ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương 2 người, Hưng Yên 2 người, Đà Nẵng 1 người, Ninh Bình 4 người và Thành phố Hồ Chí Minh 2 người. Cụ thể, ca bệnh 2649, bệnh nhân 2649 ghi nhận tại Bình Dương, bệnh nhân là nam 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2650, bệnh nhân 2650 ghi nhận tại Bình Dương, bệnh nhân là nam 45 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 4 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2649 đến bệnh nhân 2650 từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ca bệnh 2651 – bệnh nhân 2651 ghi nhận tại Hưng Yên bệnh nhân là nam 24 tuổi công dân Việt Nam địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội ca bệnh 2.652 bệnh nhân 2.652 ghi nhận tại Hưng Yên bệnh nhân là nữ 24 tuổi công dân Việt Nam địa chỉ tại quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội ngày 4 tháng 4 năm 2021 bệnh nhân 2.651 đến bệnh nhân 2.652 từ Anh nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0056 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương tính với sars cov 2 hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ca bệnh 2.653 bệnh nhân 2653 ghi nhận tại Đà Nẵng bệnh nhân là nam 22 tuổi công dân Việt Nam địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình ngày 5 tháng 4 năm 2021 bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương tính với sars cov 2 hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng ca bệnh 2.654 Bệnh nhân 2.654 ghi nhận tại Ninh Bình. Bệnh nhân là nữ, 60 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ca bệnh 2.655. Bệnh nhân 2.655 ghi nhận tại Ninh Bình. Bệnh nhân là nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2656. Bệnh nhân 2656 ghi nhận tại Ninh Bình. Bệnh nhân là nam, 59 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ca bệnh 2.657 bệnh nhân 2.657 ghi nhận tại ninh bình bệnh nhân là nữ 23 tuổi công dân việt nam địa chỉ tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh ngày 6 tháng 4 năm 2021 bệnh nhân 2.654 đến bệnh nhân 2657 từ mỹ nhập cảnh sân bay vân đồn trên chuyến bay vn5417 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh ninh bình kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương tính với sars cov 2 Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 2.658 bệnh nhân 2658 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là nam, 30 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Singapore. Ca bệnh 2659, bệnh nhân 2659 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là nam, 46 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Pakistan. Ngày 3 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân 2658 và bệnh nhân 2659 từ Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 5 tháng 4 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Giã chiến Củ Chi. Số người cách ly Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 36.682, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 516, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 20.351, cách ly tại nhà tại nơi lưu trú là 15.815. Tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 2502, bệnh nhân 2578, bệnh nhân 2577, bệnh nhân 2367, bệnh nhân 2537, bệnh nhân 2406, bệnh nhân 1882. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 2429 trên tổng số 2 2659 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện có 81 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 17 ca âm tính lần 1, số ca âm tính lần 2 là 11 ca và số ca âm tính lần 3 là 22 ca. Số ca không qua khỏi liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Để sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Thưa quý vị, các tranh cãi xung quanh nghi vấn vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca gây nên hiện tượng đông máu tại một số bệnh nhân lại nổi lên khi một quan chức cấp cao của cơ quan dược phẩm châu Âu vào ngày 6 tháng 4 tuyên bố có mối liên hệ giữa vaccine của hãng dược này với hiện tượng trên. Tranh luận xung quanh các tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca lại nóng trở lại trong ngày 6 tháng 4 tại châu, khi trong buổi sáng cùng ngày, tờ báo Người đưa tin của Italia đăng tải bài trả lời phỏng vấn của người đứng đầu bộ phận vaccine của cơ quan dược phẩm châu, trong đó nhấn mạnh có thể khẳng định là có mối liên hệ rõ ràng giữa vaccine AstraZeneca với hiện tượng đông máu ở một số bệnh nhân được tiêm vaccine, nhưng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác ra sao. Tuy nhiên, trong thông cáo chính thức được đưa ra trong chiều 6 tháng 4, Cơ quan Dược phẩm Châu cho biết cơ quan này vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng về việc vaccine AstraZeneca có phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng đông máu hay không và sẽ sớm tổ chức quả báo trong ngày 7 tháng 4 hoặc 8 tháng 4 để thông báo. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng phát đi thông tin cho biết nhóm chuyên gia của tổ chức này vẫn đang theo dõi kỹ các diễn biến của các cuộc điều tra tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca như bạn đã biết ở thời điểm hiện tại chúng tôi không thấy có lý do gì để đưa ra khuyến cáo tạm ngưng sử dụng loại vaccine này do các lợi ích mà vaccine đem lại vẫn cao hơn so với rủi ro tất nhiên vaccine đang được đánh giá và chúng tôi đang chờ đợi các thông báo chính thức từ các bên trong những ngày tới Tại châu Âu, vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca đã tạo ra rất nhiều tranh cãi kể từ khi được đưa vào sử dụng đầu năm nay. Các tranh cãi này khiến uy tín của AstraZeneca bị ảnh hưởng nặng nề, dù đây là loại vaccine được sử dụng nhiều nhất tại châu hiện nay. Tại một số nước, đặc biệt là Pháp, nhiều lô hàng vaccine AstraZeneca không được sử dụng do người dân không tin tưởng tiêm loại vaccine này. Trong khi đó, giới chức châu Âu tiếp tục đổ lỗi cho hãng dược AstraZeneca là nguyên nhân chính gây ra sự chậm trễ của chiến dịch tiêm vaccine tại châu Âu. Trái ngược với tình trạng Covid-19 đang diễn ra khá phức tạp tại nhiều quốc gia khu vực châu Âu, ở các khu vực khác, một số quốc gia, những nước được coi là phòng chống dịch khá hiệu quả, đã bắt đầu các biện pháp mở cửa trở lại nền kinh tế. Bong bóng du lịch hay còn gọi là hành lang du lịch an toàn đã chính thức được triển khai. New Zealand đã chính thức trở thành nước đầu tiên áp dụng đi lại hai chiều tự do với nước khác sau khi cho phép người Australia nhập cảnh không cần cách ly. Tôi có thể xác nhận các chuyến đi lại không cần cách ly sẽ bắt đầu chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, từ 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 4. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phản ứng với COVID-19 của chúng tôi và thể hiện thỏa thuận mà tôi tin là chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tất cả các bang của Australia, ngoại trừ Tây Australia, đã mở cửa trở lại cho du khách New Zealand cách đây 6 tháng. Động thái của New Zealand được dự đoán là sẽ giúp đoàn tụ các gia đình bị chia cắt do đại dịch cũng như thúc đẩy ngành du lịch. New Zealand và Australia đều được đánh giá là chống dịch khá thành công. New Zealand chỉ ghi nhận 26 ca tử vong trong dân số 5 triệu người, trong khi Australia báo cáo chưa đến 1.000 ca tử vong trong 25 triệu dân. Trong khi đó, Thái Lan cũng đang có kế hoạch thảo luận với Singapore về việc thực hiện bong bóng du lịch giữa hai nước nhằm thu hút thêm khách du lịch nước ngoài. Truyền thông Thái Lan dẫn lời Bộ trưởng Du lịch và Thể thao nước này cho biết Singapore đã thực hiện bong bóng du lịch với Australia và New Zealand. Nếu đồng ý thực hiện kế hoạch này với Thái Lan, Singapore cũng có thể sẽ tiếp nhận thêm cả khách du lịch Australia và New Zealand. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã đề nghị thiết lập bong bóng du lịch với nước này và cả Singapore. Kể từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, Thái Lan đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19 đối với người nhập cảnh nhằm thúc đẩy du lịch, giúp ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, đồng thời cho phép người cách ly tham gia nhiều hoạt động hơn. Thời gian cách ly sẽ được giảm xuống còn 7 ngày nếu người nhập cảnh đã được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Tuy nhiên, những người nhập cảnh từ các nước và vùng lãnh thổ có nguy cơ cao vẫn phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày.